điều này. Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần thứ hai. Ngay bây giờ tôi có một người đứng chờ ha. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, yeah, hello. Dạ, tôi tên Châu, 74 tuổi. Dạ, yeah, chào chú Châu. Có hai câu hỏi. Dạ. Yeah. Câu hỏi thứ nhất là tôi đi xe, đi em, cứ nhìn vào trong phổi tôi bên trái đó, nó có cái dịch lạ. Thì bây giờ chưa biết kết quả gì. Nhưng mà có một cái là khi ho đó, hơi thao, đó. Mà cái chuyện ho sau lưng thì lâu có thể nói là 7 tháng. Nhưng mà tôi đi bác sĩ thì bác sĩ cứ từ chối là không cho đi. Cũng như là chuyện thì sau cùng tôi đổi bảo hiểm, đổi bác sĩ thì họ cho thực tập. Thì nói là có dịch thả trong đó. Thì gì bác sĩ nghĩ là như thế nào? Còn cái câu hỏi thứ hai của tôi là thế nào cái triệu chứng của cái người có bệnh gọi là bệnh thần kinh? Đó thì bác sĩ có thể giải thích cho tôi. Cái câu hỏi đầu tiên đó là chú nói đó là tại cái kết quả của cái CAT scan của chú, nó chú đọc lại cháu không hiểu cái kết quả của cái CAT scan của chú. Họ nói là có cái trắng, cái gì trắng trắng ở trong phổi đó. Trắng trắng ở trong phổi, trắng trắng nghĩa là giống như là nó nói là có cái bú trắng hay là nó chỉ thấy một cái bóng, một cái bóng trắng. Tại vì tôi xin lặp lại là đầu tiên tôi đi X-ray thì họ chụp, họ nói là có cái đó rồi mới đưa đi CT scan. Nhưng mà lúc mà cái người mà ông họ đọc cái CT đó, họ nói vậy đó, họ không xác định. Nhưng mà lúc mà cái người họ đọc cái CT đó, cái người bác sĩ chuyên khoa đang đọc cái CT đó, ông có khuyên là bây giờ cần nghiên cứu thêm không? Hay là ông nói là không cần làm gì hết? Chú để cái telephone lên lỗ tai đó, chú nói speakerphone khó nghe quá chú. Ông nói sao cái người mà chuyên khoa về chụp hình CAT scan đó, ông nói là sau khi kết quả đó, thường thường lúc mà họ đọc cái CAT scan đó, họ sẽ biên trên cái tờ giấy đó, họ sẽ biên là họ cái ý kiến của họ là cái gì, họ có biên cái đó không chú? Hello, tôi nghe không được chú không biết tại sao. Tại vì họ dạ. Không có nói ý kiến, mà nói là có cái dịch lạ trong lớp phổi. Là nó trắng trắng nói vậy thôi. Mà trắng trắng tiếng, ok, trắng trắng có thể là cái infiltrate, lấy nghĩa là bị sưng phổi infiltrate, hoặc là trắng trắng có thể là bị scarring, có nghĩa là bị thẹo, hoặc là có thể là bị cái nodule, là cái mục gì đó. Trắng trắng nó không có là cái chữ mà thường thường bác sĩ xài, nên phải có cái danh từ mới biết cái kết quả là cái gì. Để tôi hỏi chú có hút thuốc lá không? Có hút thuốc lá không chứ? Không có hút thuốc lá. Nguyên đời không hút thuốc lá hả? Không. Ok, mà chú có thấy khó thở không? Không, không. Có, không có hút thuốc lá. Nhưng mà có thấy khó thở không? Suốt ngày khó thở. Mà bác sĩ gia đình hay không bác sĩ... Không thấy khó thở. Thì con gái là khi nó tỉnh tổn ho đó, nó đào rối đằng sau cái lưng như mình thấy đó. Nó đào rối chút. Có khi đau khi không chứ không phải. Lúc mà họ chụp mà họ thấy trắng trắng vậy đó. Bác sĩ gia đình gửi đi, bác sĩ chuyên môn gửi đi là CT scan thì gặp bọn tiền ông nói vậy đó, bây giờ phải theo dõi. Cái người bác sĩ chuyên khoa về phổi đó, họ nói làm sao chứ? Họ nói là có cái trắng trắng ở trong đó mà họ không xác định là cái gì, họ nói là phải theo dõi nữa. Ok, tôi hiểu rồi. Ok. Tại chú không có thuốc lá mà chứ không có bị chai phổi, chắc họ có. Ông bác sĩ này là chuyên môn thì ông nói vậy đó, ông chỉ nói là có cái trắng trắng bây giờ phải theo dõi chứ ông cũng không. Nhưng mà tôi hiểu rồi, ông có thử, chứ nghe là ông, cái người bác sĩ chuyên khoa về phổi đó, ông có cho chú thổi vô cái máy phải không? Ông có làm thử coi là cái phổi của chú nó mạnh bao nhiêu không? Thử cái phổi, ông nói thổi đó thì ông nói là khỏe. Ok, tôi hiểu rồi. Bây giờ chỉ nói là cái trắng đó nó không biết là tôi hiểu gì. Rồi. Tôi hiểu rồi. Maybe it's atelectasis. Không nói cái phổi tôi vẫn bình thường,
những thổi tốt, yeah, nhưng mà tôi hiểu. Giờ, tôi hiểu. Chắc chắn là cái gì thì ông không, yeah, đưa ra kết luận được. Thường thường Mỹ nó gọi cái này là atelectasis, nghĩa là có nhiều khi hồi xưa chú bị sưng phổi đó thì nó có mấy cái giống như là mấy cái thẹo vậy đó thôi, không gì nguy hiểm hết. Tôi nói thì, thẳng là trong đời tôi chưa có bị phổi mà sưng phổi hôm này nọ, okay, thì không có nữa. Yeah. Tôi còn từ nhỏ tới lớn. Yeah. Thì tốt. Yeah. Thì cái câu hỏi rất là dễ trả lời, không có gì nguy hiểm hết, tại chú không hút thuốc lá, mà nguyên đời chú không bị suyễn asthma, mà thổi vô cái máy thì chú không bị chai phổi, nghĩa là chú không bị COPD. Thành ra cái này rất là dễ, mình theo dõi thôi, chú không nên lo lắng nhiều. Tôi nghĩ cái này đó thì mỗi nếu mà là tôi là bác sĩ đó thì tôi nghĩ chắc mỗi 6 tháng tôi chụp X-ray thôi, chứ đừng có chụp CT nha, cái CT nó độc lắm. Thành ra mỗi 6 tháng mình chụp X-ray thôi, thì mình tiếp tục mình theo dõi, có thể là 1-2 năm thì mình có thể làm MRI trở lại. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà họ đề nghị là chụp CT mỗi 6 tháng đó thì cái đó nhiều quá, tại cái CT nó cũng có cái nguy hiểm của nó nha chú. Nào, không biết bác sĩ để có ý kiến. Yeah. Nếu mà chú đã đi bác sĩ chuyên môn về phổi rồi thì chỉ theo ý kiến bác sĩ chuyên môn về phổi thôi. Yeah. Còn như câu thứ hai của chú là về cái bị cái thần kinh đó hả? Dạ, cái câu thứ hai tôi không hiểu nha, chú hỏi lại cái câu thứ hai đi chú. Triệu chứng của người bệnh tâm thần, tức là từng tâm thần, nói chung là về thần kinh, chẳng hạn như là bác sĩ hay giải thích thế nào là người có cái triệu chứng về thần kinh. Chú nói là chú bị thần kinh. Dạ, chú nói là chú bị thần kinh là chú bị trầm cảm, chú bị buồn rầu lo âu, hay là chú bị mấy cái dây mấy cái bệnh thần kinh là cái dây nó làm tay chân giật, hay là nó làm chóng mặt mình bất tỉnh, mấy cái đó hai cái khác nhau nha. Thành ra chú đưa thật hỏi là thì tôi không có lo lắng về mấy chuyện đó. Tôi dạ, chú tắt cái phone rồi nghe, chú tắt tivi rồi chỉ nghe phone thôi à? Dạ, chú tắt cái tivi đi chú. Dạ. Chú tắt cái TV, chú dùng telephone nào nói chuyện nha chú. Dạ. Dạ. Thì có như vậy, tại nhiều khi đó tôi cảm thấy rằng cái thần kinh của tôi đó, nó làm cho cái đầu có thể nói là, nó cũng như là nó có một cái gì mà nó hơi, nó làm cho tôi lơ đãng cũng như không có tập trung được, nó làm cho con người như vậy, thì thỉnh thoảng nó xảy ra như vậy. Thì tôi mới hỏi cái câu hỏi bác sĩ là cái thế nào là cái triệu chứng của người. Chú hỏi một cái câu hỏi rất là rộng, thành ra tôi phải từ từ tôi hỏi xuống, nó đặng tôi làm nó nhỏ xuống. Chú hỏi một câu hỏi rất là bệnh là rộng, nghĩa là chú hỏi tôi đó là một người bị thần kinh là làm sao. Nhưng mà chú phải nhớ là cái bệnh thần kinh đó nó có nhiều chuyện khác nhau lắm, giống như là chú quên, hay là chú nhức đầu, hay là you know. Thành ra cái triệu chứng của chú là sao? Chú quên ha, hay là chú say sẩm, hay là chú chóng mặt? Mình chú phải nói cho tôi với bác sĩ Derek thêm. Ở cái tuổi tôi thì tôi cũng quên. Ok. Nhiều khi tôi đặt cái kiến ở đây mà tôi đi tìm, tôi quên. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì cái đó là cái triệu chứng nặng nhất phải không, là chú quên? Là quên. Còn có triệu chứng nào khác không chú? Còn ngoài ra tôi cảm thấy rằng đôi khi tôi cảm thấy rằng con người tôi cảm thấy như là như nó đêm chú ngủ, that's difficulty concentrating, I think that's what he's saying. Đêm chú ngủ thường thường mấy tiếng à? Thường ngủ cái chừng 4-5 tiếng thôi chứ không ngủ được. Yeah, tại nhiều khi thiếu ngủ nó cũng có thể làm cho dễ quên, với lại thiếu ngủ thì cái óc nó giống như là mình cái tivi á, mình bật lâu quá đó, cái nó nóng, mấy cái tivi cũ, mấy cái tivi mới, mấy hôm nay thì bia hết rồi, nhưng mà mấy cái tivi cũ hồi xưa mình cứ bật hoài ấy, thì nó nóng, thì cái óc mình cũng vậy. Nếu mà mình cứ không có cho nó nghỉ á, thì nó sẽ dễ quên, với lại nó sẽ khó mà chú ý, hả? Chú ý, concentrate, thì cái đó là cháu nghĩ là tại chú thiếu ngủ á. Một ngày thường thường ít nhất một người cần đến 6 đến 10 tiếng tùy người, nhưng mà chú một ngày ngủ chỉ 4 đến 5 tiếng cháu thấy hơi thiếu á, có thể là chú bị triệu chứng nhẹ tại vì mất ngủ á. Dạ, chú chờ tí nha, tôi với bác sĩ Derek sẽ tiếp tục nói chuyện với chú, nhưng mà ngay bây giờ tôi phải dành phần quảng cáo.
cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này. Chứ cái giữ telephone mình sẽ nói chuyện off air ha chú.